Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu tới các bạn cây đèn pin thuộc series D của thương hiệu đèn pin Sapphire. Đó chính là cây đèn pin Sapphire D10. Một trong những mẫu đèn pin mà được sản xuất vừa để chiếu sáng mà vừa làm thiết bị cảnh báo cũng như cứu hộ cứu nạn. Đây chính là cây đèn pin Sapphire D10. Các thông tin của cây đèn thì được hiển thị trên hộp. Cây đèn này thì sẽ sử dụng bóng LED gri. Trọng lượng của cây đèn này, cổng sạc này, pin cây đèn sử dụng. Cây đèn này thì có thể sử dụng hai loại pin sạc khác nhau, đó chính là pin 18650 và pin 26650. Bên trong hộp đựng của cây đèn này thì gồm có, thứ nhất đó chính là cây đèn Sapphire D10. Đây chính là cây đèn Sapphire D10. Tiếp theo nữa là pin sạc đi kèm theo đèn, đó chính là pin 18650 3,7V. Và cuối cùng đó là dây sạc micro USB của đèn. Dây này thì có cổng kết nối USB và cổng kết nối này sẽ cắm trực tiếp lên thân của đèn. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cây đèn Sapphire D10. Đây chính là cái cổng sạc kết nối của cây đèn, có phần núm cao su bảo vệ. Cây đèn này thì vẫn được sản xuất là chất liệu hợp kim nhôm nguyên khối, sơn cũ màu đen. Các cái vân chống trơn trượt khi sử dụng cầm nắm. Trên thân đèn thì sẽ có hai công tắc chuyển đổi cũng như tắt bật các chế độ chiếu sáng của đèn. Cái đèn này thì ngoài bóng LED sử dụng chiếu sáng chính sẽ còn có bóng LED chiếu sáng phụ. Và đây chính là cái đèn hiển thị báo hiệu cái mức pin đang sử dụng. Phần đầu đèn thì có các cái vòng tăng cái khả năng giảm nhiệt lượng khi cái đèn này chiếu sáng. Bóng LED cái đèn sử dụng đó chính là bóng LED gri của Mỹ, cho độ sáng lên tới 1000 lumen, cũng như cái khoảng cách chiếu xa mà nó có thể đạt được lên tới 300m. Phần này chính là vòng bóng LED phụ mà cái đèn này sử dụng, sẽ có bóng LED sáng trắng và bóng LED sáng đỏ. Nó chính là thiết kế để dùng cảnh báo hoặc là cứu hộ cứu nạn khi bạn gặp sự cố. Phần đuôi đèn này thì được thiết kế tích hợp nam châm, giúp cho bạn có thể hút lên bề mặt kim loại, làm thiết bị cảnh báo cũng như là làm thiết bị kêu gọi cứu hộ cứu nạn. Phần đuôi đèn này thì có thể tháo rời. Đây chính là cái phần khay nhựa để đựng pin 18650. Khi mà bạn sử dụng, bạn thay pin 26650 vào thì sẽ bỏ cái phần khay nhựa này ra. Sau khi cho pin vào thì đây chính là công tắc bật về bóng LED chiếu sáng chính của cây đèn. Tình trạng pin hiển thị mức pin đã được hiện lên. Cái đèn này thì với bóng LED sáng chính thì sẽ có 5 chế độ chiếu sáng, gồm có sáng mạnh là chế độ đang hiện tại, sáng vừa, sáng yếu, nhấp nháy và SOS. Khi mà muốn tắt chế độ chiếu sáng cây đèn thì bạn chỉ cần ấn giữ. Cái đèn này nó đèn báo hiệu nó tắt đi thì là đã được tắt. Bây giờ thì tới đến bóng LED chiếu sáng phụ của cây đèn. Bóng sáng trắng. LED đỏ. Đây là phần dùng để cảnh báo cho cây đèn. Khi bạn dùng thì bạn có thể đồng thời sử dụng cả hai loại bóng LED này. Khá là tiện ích. Đây chính là độ chiếu sáng thực tế của cây đèn. Với 5 chế độ chiếu sáng, sáng mạnh,
sáng vừa, sáng yếu, nhấp nháy và SOS. Với chế độ chiếu sáng mạnh nhất thì dung lượng chiếu sáng là 1000 lumen. Tiếp theo là tới giải bóng LED chiếu sáng phụ, sáng trắng, sáng đỏ. Phần ánh sáng đỏ này thì sẽ phục vụ cho công việc đó là cảnh báo và kêu gọi cứu hộ cứu nạn trong trường hợp mà mình xảy ra sự cố. Trên đây là video giới thiệu về sản phẩm đèn pin Sapphire D10. Các bạn hãy nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ bên mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.